Chuẩn bị 5 tỷ. Tôi biết anh đã giết Jin Sunmi. Có người luôn theo dõi chúng ta. Người này đang đóng giả là N31. Kim Du chết. Nè, Kim Du chết. Kim Du chết. Bây giờ Jin Sunmi đang ở đâu? Được tại tôi. Tôi đã giết cô ấy. Đã nhận được 5 tỷ đó chưa? Bây giờ gửi phát nhanh cho tôi. Tôi muốn đi toilet một chút được không? Được. Chào chị. Dạ, anh cứ để ở đây đi. Dạ.